thì mình mới học nổi cái này. Mình không phải là chỉ có đơn thuần giải phẫu bình thường nữa, mà nó chuyển qua giải phẫu hình ảnh. Mình sẽ rất khó lên trong đầu mình nếu như mình chưa cần nhìn thấy và chưa cần học qua nguyên lý. Giống như thế này, chị không nghe để học vậy đó, ta phải học qua từng bước nguyên lý. Cái máy nó tạo như thế nào, nó tại sao nó cho ra được cái hình ảnh như thế, tại sao bô mềm nó có hình ảnh này, xương nó có hình ảnh này. Thì mà thôi giờ bây giờ theo cái chương trình mới thì chúng ta sẽ học học để mình còn phục vụ cho thêm cái môn ấy, cái bệnh học của mọi nữa. Bây giờ mình sẽ cố gắng, thì sẽ nói những cái chuyện mà nó bình dân nhất, rất là cố gắng nói những cái từ nó đơn giản nhất để tụi em hiểu. Thì mình ráng nha. Thì theo như cái feedback của năm ngoái á, thì các bạn có thể là rất là thích, có bạn thì viết lên là tụi em giống như là bơi cá bơi thì không biết bơi đi đâu. Tức là mình viết cái gì gửi về cho ban giám hiệu, là ban giám hiệu có họp hôm nay để đưa ra hết. Nhưng mà có những cái thực sự là không giải quyết được, cho dù lên có thai lên trên trời đi nữa thì cũng dạy dạy chứ không thể nào đau nó xuống nữa, bởi vì đau nó xuống một cái đau đầu nữa, nó chỉ là thay đổi cấp độ đó thôi. Hai của mình phải đáng lên thêm một chút xíu, mà em nào thích thì mình có thể đọc thêm sách để mình hiểu thêm. Còn bây giờ thì mình bắt đầu cái bài bây giờ. Mục tiêu của cái bài siêu tuyến giáp là mình sẽ nhận diện được hình ảnh của tuyến giáp bình thường trên siêu âm. Và về phần mà tuyến thượng thận đó, thì mình cũng sẽ nhận diện được tuyến thượng thận bình thường trên siêu âm, trên CT và trên MRI. Đối với hình ảnh học thì việc đầu tiên mình cần biết đó là hình ảnh bình thường, các biến thể. Khi mà mình nhận diện được hình ảnh bình thường và biến thể thì mình gặp bất thường mình sẽ biết. Còn bất thường là gì thì mình cần phải làm thêm, có thể sử dụng thêm như là siêu âm màu, siêu âm đàn hồi hoặc là dích thuốc gì đó ha, trên CT MRI. Bây giờ mình học cái phần bình thường trước. Về nội dung thì mình sẽ có học về siêu âm tuyến giáp, khảo sát giải phẫu hình ảnh. Tuyến thượng thận thì mình sẽ học tuyến thượng thận trên siêu âm, hình ảnh tuyến thượng thận trên CT, tuyến thượng thận trên MRI. Bây giờ tuyến giáp, đây là phần tuyến giáp ở phía trước của xương xương ức ha, xương móng lại. Thì nó sẽ là có hình chữ H gồm có hai thùy, thùy phải, thùy trái và một eo. Phía sau nó sẽ có bốn cái tuyến cận giáp. Tuyến cận giáp này bình thường mình không thấy được trên siêu âm, trừ khi nó phì đại, nó lớn lên mình mới thấy ha. Kỹ thuật khảo sát thì mình sử dụng đầu dò thẳng hay còn gọi là đầu dò laser có tần số từ 7.5 cho tới 15 MHz. Đầu dò nó sẽ có rất là nhiều loại đầu dò, nhưng mà hình ảnh thì có nhiều loại, nhưng mà nó có bốn cái chính thôi, đó là đầu dò thẳng, đầu dò cong, đầu dò khoa MRI và đầu dò thành phẩm các loại ha. Bệnh nhân thì nằm ngửa, ngửa cổ, mình có thể lót một cái miếng đệm ở dưới vai. Đối với bệnh nhân lùn hoặc là mặt cổ ngắn đi thì mình sẽ lót để cho họ ngửa cái cổ lên mình khảo sát được. Các mặt cắt là mặt cắt ngang và mặt cắt dọc, ngang trên siêu âm và dọc trên siêu âm. Khảo sát thì toàn bộ tuyến giáp cùng mạch cảnh, tìm chuỗi hạch phì đại, hạch gấp hàm, khối trên đầu. Bây giờ giải phẫu hình ảnh tuyến giáp bình thường. Trên cái giải phẫu này mình sẽ có gì? Đây là tuyến giáp, đây là khí quản ha, đây là hai cái cơ bám da cổ, đây là cơ ức đồng chẩn, đây là động mạch cảnh chung, đây là tĩnh mạch cảnh trong, đây là thực quản, đây là cơ cổ dài. Như vậy so trên hình ảnh của siêu âm thì tuyến giáp nó sẽ có nhu mô phản âm trung bình và mật độ đều đồng nhất. Đây là tuyến giáp ha, so lên ha. Hai cái cơ bám da cổ là đây, hai cơ bám da cổ hai bên ha, có hai cơ bám da cổ. Đây là cơ ức đồng chẩn, đây là mặt cắt ngang của siêu âm tuyến giáp. Đây là vùng eo, đây là thùy phải và đây là thùy trái. Bên đây là phải, bên đây là trái ha. Đây là khí quản. Đây là cơ, đây là động mạch cảnh chung và đây là tĩnh mạch cảnh trong. Trên siêu âm, nếu mà mình làm thật ở ngoài thì mình có thể đè ở chỗ này, tĩnh mạch thì nó xẹp và động mạch thì nó không xẹp. Hành mạch nó khác ha, hành mạch của động mạch nó dày, nó sáng. Cái đường truyền phía bên ngoài này nhà
đây là da và mô cơ dưới da, đây là hai cái cơ cắt dọc, cơ gì thì chưa biết, phải lắp cái đầu dò mình mới biết nó là cơ gì, tại vì mỗi một vị trí mình sẽ cắt một cái cơ khác nhau, chỉ cần về cái hai bên chỗ khác thì mình đã di chuyển ra khỏi cái vùng đó rồi ha, thì cái này là cắt trên hình ảnh mình được. Bây giờ ở mặt cắt ngang có nghĩa là xoay ngang cái đầu dò lại như vậy ha, thì bên đây là bên phải, bên đây là bên trái. Thì thùy này là thùy phải, đây là thùy trái, đây là một eo, đây là cơ ức đầu chuẩn, đây là hai món cơ có bán da cổ, đây cái đường dày này nè, và bờ tuyến giáp ha, cơ bông, các bạn nhìn kỹ không? Nó giống như cái hình hồi nãy thôi, cắt dọc và cắt ngang, mình xoay tay, ngang là ngang cơ thể, mình dọc là dọc cơ thể, được không? Giờ mình qua tới đặc điểm trên siêu âm, độ khả năng của tuyến giáp từ mật độ là trung bình, mật độ trung bình cho đến cao, đường mỏng này bao quanh, nhắc lại đường mỏng này là bờ, ha, gọi là vỏ bao của tuyến giáp. Bình thường mình nhìn cái đường thời này rất là rõ ràng, không có gì khó khăn cả. Nhưng khi tuyến giáp bị bệnh, nó khả năng kém đi thì cái đường bờ này nó sẽ trộn lẫn vô trong những cái vỏ bao của cái cơ. Mình xác định sẽ khó khăn hơn, chứ phải nhìn vô là thấy vậy liền gọi là bò ha. Thì mình cứ quen con mắt nhìn đây cái bò đã. Bây giờ mình nói sơ nè, đây là phản âm dày, tức là nó màu sáng. Phản âm kém ha, đây là phản âm kém, là bóp cơ phản âm kém. Phản âm trống là mạch máu, là phản âm trống. Mạch máu là phản âm trống gần, nhưng mình nhìn vô mình thấy đây thui không có gì hết, gọi là phản âm trống. Và tuyến giáp là phản âm trung bình, kém là phản âm cơ ha, và dày là da và vỏ bao ha, các đường đi mình gọi phản âm dày. Phản âm dày là phản âm kém, phản âm trung bình, phản âm trống. Nó có bốn cái loại phản âm ha, và có phản âm hỗn hợp, nếu có tổn thương phản âm hỗn hợp. Trung bình. Mình sẽ có động mạch giáp dưới, nó nằm ở 1/3 dưới của mỗi thùy. Tĩnh mạch giáp dưới thì nó nằm ở cực dưới của mỗi thùy, bình thường nó khoảng 8 mm. Động mạch giáp dưới này nó khoảng từ 1-2 mm, 1/3 dưới của mỗi thùy. Động mạch giáp dưới này dùng để đo vận tốc của dòng chảy trong trường hợp mình cần theo dõi tình trạng cường giáp. Khi mà có tình trạng cường giáp thì động mạch vận tốc của động mạch giáp dưới này nó sẽ tăng hơn 50 cm trên giây, nó tăng hơn ha. Còn bình thường nó khoảng độ khoảng 20-30. Khi mà nó đáp ứng điều trị thì nó sẽ tụt xuống lại. Bây giờ cách đo tuyến giáp, thể tích tuyến giáp mình sẽ có chiều cao nhân chiều ngang nhân chiều dài là nhân 0.5. Mỗi thùy, mỗi một thùy, thùy phải thì mình sẽ đo chiều cao nè, chiều ngang nè, chiều dài nè, mình nhân qua cái này lại rồi mình nhân 0.5 ra thể tích của một thùy. Tương tự như vậy mình tính thể tích của thùy phải, thể tích tuyến giáp là thể tích của thùy phải cộng thể tích của thùy trái, và cộng với lại kích thước của vùng eo. Eo chỗ này mình đo được bao nhiêu thì mình cộng vô luôn. Giả sử thể tích của thùy phải là 6, thùy trái là 6, cộng lại là 12. Vùng eo mình đo chỗ này được 2 mm thì mình cộng lại 2 để thành 14. Thể tích của thùy tuyến giáp là 14. Bình thường kích thước của thùy giáp, đây chiều chiều ha, thể tích thì ở trẻ sơ sinh nó khoảng 0.4-1.4 mm. 1 tuổi thì nó tăng từ 1-3 mm trên 1 kg, tức là nó tăng theo cân nặng. Tuyến giáp là tuyến nội tiết cho nên nó sẽ tăng theo cân nặng ha. Người lớn thì độ khoảng từ 11-3, đó là thể tích. Bình thường khi mà thể tích vượt trên 20 thì coi như là tuyến giáp nó to, kích thước nó to. Trên 20 ha, thể tích trên 20 thì tuyến giáp nó to. Bây giờ mình trở ngược trở lại để mình coi lại cái chỗ này. Đây, bây giờ nó giải phẫu là bình thường đó ha. Bây giờ giả sử chỗ này vùng eo, đây là vùng eo. Nếu mà muốn xác định được kích thước của vùng eo chính xác nhất là mình phải đo ở nơi của vùng eo nó lớn nhất. Tại vì eo tuyến giáp nó nằm từ ở trên đây xuống dưới đây, mình cắt thì mỗi một lát mình chỉ cắt được tới đây, tới đây, tới đây, tới đây, tới đây. Thì mình sẽ đo cái mình khoan khi mà mình khảo sát kéo qua một đường từ dưới lên thì mình sẽ thấy có chỗ cái vùng eo nó sẽ dày nhất, mình chọn cái vùng eo dày nhất đó mình đo để mình cộng
mình nhìn từ bên trái của bệnh bên phải cho mình nhìn qua, tức là mình ngồi làm xương, mình ngồi bên tay thì mình phải nhìn bên tay mình nhìn qua, thì cái này là ở phía đầu và đây là ở phía chân, ở đây là trên mặt da và ở đây là dưới mặt lưng, đừng có lẫn lộn ha, đừng có quay lại quay đuôi quay thôi quay vòng vòng không biết rồi sao nha, được không? Về xương hình ảnh giải phẫu bình thường của tuyến giáp chỉ tới đây thôi. Em có thắc mắc gì không? Quá trời thắc mắc. Nói là cái thể tích eo giáp đúng không? Thì eo giáp mình chỉ đo cái vùng dày nhất chỗ này. Ví dụ như là chỗ này là giả sử cái chỗ chỉ cắt nó to nhất của vùng eo, thì mình sẽ đo từ đây tới đây được bao nhiêu mm, thì mình chỉ cộng vô hai cái thể tích này thôi. Thể tích của hai thùy mình sẽ có chiều cao nhân chiều ngang nhân chiều dày nhân 0.5. Mỗi một thùy mình tính như vậy xong mình cộng lại và mình cộng vùng eo này đo được bao nhiêu thì mình sẽ cộng vô bấy nhiêu, không có dân nữa. Vùng eo này mặt kia mình đo được 2 mm thì mình cộng 2 mm, còn mình đo được 5 mm thì mình cộng 5 vô. Tức là mình không sử dụng đơn vị mm nữa, mà mình đo được 2 thì mình cộng 2, đo được 5 thì mình cộng được 5. Sao? Cái này thể tích của tuyến giáp là người ta đã làm rất là nhiều trên nhiều bệnh nhân, tức là người ta đã đo xong rồi người ta tính toán ra, thì người ta đã là ta xác định nó là đồng nhất thì nó mới ra được một cái phương pháp đo cho mình, chứ không phải là mình tự nghĩ ra cái cách đo đó. Đây là cái phương pháp đo thống nhất, ai cũng đo như vậy, cả thế giới đo như vậy, được không? Cái này là các nhà người ta đã nghiên cứu, người ta làm trên thực nghiệm trên người, người ta đo thể tích tuyến giáp, người ta tính thể tích như vậy, và người ta tính ra nó có sự tương đồng, tức là cái sai số nó không có khác biệt, thì người ta mới tính cho mình cái cách đo, chứ không phải có một trường hợp đo như vậy nó sẽ khác nè. Tức là ra cái đo từ đây, thay vì đây là chiều ngang của tuyến giáp, mình đo từ cái trục của khí quản, mình đo song song với bề mặt da, kéo từ cái vùng ngoài tới cái trục của khí quản, mình kéo vô đây, mình đo là bề ngang. Nhưng có một số nơi người ta dạy là đo từ đây kéo cái dẹp bên đây, đó là khác nhau và đó là không chuẩn, được không? Cái mình dạy, mình hơi chỉ hướng dẫn em là cái chuẩn, cái được đã các nhà khoa học người ta công bố là phải đo như vậy nếu muốn đo thể tích tuyến giáp. Còn nếu như có một số chỗ ta bắt đầu đo cái vùng chiều này là kéo nó rè qua đây, người ta nhân cái bề dày này, người ta nhân cái bề cao và người ta cộng thêm cái eo nữa, chắc chắn nó sẽ sai số so với mình. Tức là khi mà mình so sánh với nhau thì mình phải so sánh với cùng một phương pháp đo và phương pháp đó phải được thống nhất qua cái nghiên cứu, được ạ. Còn xem cái giá còn gì đó không em? Còn quá trời. Còn sao biết được thế này? Để gì? Thật ra là cũng phải học thuộc. Tức là điều kiện cũng phải học thuộc, không phải học thuộc cái hình ảnh này, mà là học thuộc ở vị trí này nó có cái gì. Giả sử như chỗ này nó có nhu mô thì phải học hình ảnh nhu mô là cái gì. Ha, hình ảnh nhu mô nó là hình ảnh này thì đây là nhu mô. Hình ảnh này tại sao biết nó là cơ? Tại sao nhìn vô đây là cơ và cơ trên toàn cơ thể của mình? Khi siêu âm nó điều ra cái hình này, tức là nó gì? Khi mình mặc cắt ngang thì nó là những cái chấm như vậy, nhưng khi mà cắt dọc nó trở thành những cái bó sợi cơ. Có phải cơ của mình là những cái bó sợi đang kéo với nhau không? Từ bó như trên hình ảnh siêu âm. Nguyên lý của cái máy siêu âm là gì? Nó là các dao động của chấn tử nó tạo ra sóng cơ, và sóng cơ nó truyền vô trong cơ thể này, nó giật vật cản, nó giật mặt phân cách đủ lớn, nó dội đường trở về, thì cái đầu nhỏ này nó nhận cái sóng đó và nó biến thành tín hiệu điện tử. Và khi nó biến thành tín hiệu điện tử thì cái thuật toán của cái máy siêu âm nó sẽ tính toán lên cho mình biết là với cái tín hiệu đó, với cái khoảng cách nó đi như vậy, với thời gian như vậy thì nó cho ra hình ảnh đó là nhu mô, và với thời gian nó nhận lại được như vậy thì nó tính được khoảng cách từ cái vị trí nó nhận đến khoảng cách nó dọc cái vật cản này là bao nhiêu, thì nó tính được khoảng cách đây tới đây, mình đo từ đây tới đây là chính xác, thông số chính xác chẳng hạn như rõ ràng tới đây khoảng cách từ cái bờ mặt da này xuống cái tuyến giáp này 2 cm thì do cái sóng nó đi, nó dọc cái bề mặt này nó dỗ
bình thường giống nhau, nhưng tại sao các bạn lại nhu mô kém, nhưng các bạn nó sẽ hơi dày dày. Cho nên ở đây nó mới có gì, đặc điểm siêu âm là nó có một độ phản âm trung bình, từ trung bình cho tới cao, từ trung bình cho tới cao, có nghĩa là từ phản âm trung bình cho tới phản âm dày, nhưng không phải dày mỏng cơ. Nó dày sáng hơn thôi, nhưng nó không phải dày mỏng cơ. Thì cái đó là do cái máy nó làm, thuật máy nó tính. Thì mình không có học qua bài nguyên lý, mình không biết được, mình không biết được tại sao máy nó đã tính được vậy. Giờ cái áp vô đầu mình học cái hình đó, thì mình học cái hình đó thôi. Còn đây là cái hình bình thường nhỉ? Giả sử nếu tụi em có thấy đây có tổn thương, tự nhiên đây nó có một cục, thì mình biết nó là bất thường. Bình thường trong tuyến giáp nó phải mực độ mình hoàn đồng nhất, nó hình cánh bướm như vậy. Thì bây giờ thấy có một cục thì đó là tổn thương. Còn tổn thương gì thì bắt đầu phải xét tiếp. Bạn này hỗn hợp, bạn này dạng cổ ong, bạn này dạng đặc, bạn này dạng nang, bạn này có vôi hóa hay không có vôi hóa. Thì lúc đó mình mới xét tiếp là bệnh nhân bị bệnh gì, kết hợp với lại lâm sàng, kết hợp với xét nghiệm máu, mình mới ra được bệnh gì. Còn trên mình đã học bình thường thì chỉ học tới đây thôi. Chưa ăn mấy cấp độ 1, mấy người chứng nhạy bậc 1 à. Đã xin quyền trợ giúp. Vậy nha, bây giờ mình sẽ chuyển qua bài phần tiếng thượng hậu. Tiếng thượng hậu nha. Các bạn nhỏ quá.
động mạch ở mỗi người nó sẽ có một cái khoảng xê xích khác nhau. Thì động mạch tức là thuốc nó vô cái mạch máu, nó vô cái động mạch, gọi là thì động mạch. Và thì tĩnh mạch hay còn gọi là thải thuốc á, bắt đầu thuốc nó ra, tức là nó phải vô động mạch xong bắt đầu nó mới thải thuốc ra. Thì ở trên thì tuyến thượng thận này, khi mà em nhìn thấy nó sáng hơn, tức là nó bắt thuốc á, nó sáng hơn thì nó phải trước hàng gan, đó là hàng gan nó phải từ từ nó bắt thuốc ra ngoài. Nhưng mà khi nó thải thì nó sẽ thải gần hàng gan, tức là hai thằng cùng thải ra, tức là nó giảm độ xuống sẽ giống nhau, cái thì mà giảm độ của nó sẽ giống nhau, còn cái thì mà tăng độ thì cái bạn động mạch nó nhanh hơn, tức là cái tuyến thượng thận nó nhanh hơn. Đây là tuyến thượng thận trên CT, mình sẽ máy đài tự về ha. Đây ha, mình sẽ kiếm gì tuyến thượng thận thì có phải là nó ở trên cái đầu trên của thận không? Thì khi mà mình dò lát cắt từ trên xuống mình sẽ thấy cái gan dưới nè. Đây là cái gan nè, đây là cái dạ dày nè, đây là cái lát nè. Ha. Và mình sẽ thấy được cái tuyến thượng thận này khá hài rồi. Tuyến thượng thận bên phải thì nó hình chữ V và tuyến thượng thận bên trái thì nó hình chữ Y. Thấy không? Bữa tên trình dần nó mỏng thế nữa. Bây giờ chúng ta đi đây ngược thôi, nó chồng cái đầu nó xuống nó vẫn là chữ V. Được không? Thì đọc thôi, chắc là chữ V. Còn cái chữ V á, thì cái chỗ này, cái khớp này nó nhỏ hơn đúng không? Nó vô sâu hơn. Còn chữ Y nó sẽ không vô sâu đúng không? Đi dài chứ không đi ngắn nha. Y vừa thích nhà xa chữ V là đó. Chữ V chữ V thì chữ Y cũng phải lộn. Chỉa mũi tên luôn mà còn thấy nữa. Thấy không? Tôi biết cái gì không? Biết cái gì không? Cái gì? Ờ, cái mặt cửa. Cái này cái gì? Cái gì trong dạ dày? Cái này cái gì? Đó, ở gì? Còn này cái bên là cái gì? Cái gì? Không. Tụy đâu đó thì gì đó tụy có hai cục sống nha, nó thận đó, nó thận đó, thận đó. Phim sao phim thuốc, đây là cái lắc.
mũi tên. Mũi tên. Thì giới thiệu gì đã? Tấn à? Giới thiệu gì? Tấn là ví dụ như trong một số tổn thương của cái
thì mình thấy là cái bổ sung nó bị khử cái màu đen của máu, là mình bị có máu trong cái dịch vụ đó thì nó hơn vậy thôi, chất là về mặt ảnh về vị trí và mọi thứ nó giống như CT thôi. Thì người ta sẽ dựa trên bổ sung là T1, T2. Thì lát học qua cái phần mà tiếng yên á thì em sẽ nghe lại cái T1, T2 này. Thì nãy giờ em thấy trên những cái mặt cắt mà xem tiếp điện thoại trên CT và em ra cũng vậy, thì mình sẽ xem trên mặt cắt axio và corona giống vậy ha. Thì đây là cái hình MRI nè. Thì em thấy MRI thì cái xương nó đen ha. Cái xương ví dụ như là cái xương này là cái đốt sống của mình nè ha. Thì trên CT thì xương nó sẽ màu trắng, trên MRI thì xương nó sẽ màu đen ha. Thì em thấy nè, và nếu mà em chưa quen thì em cảm thấy em thích thì mình CT hơn đúng không? Em ra nhìn em thấy nó có vẻ nó mờ mịt hơn ha. Nhưng mà nếu mà xét về độ tương phản mô màng á thì em ra nó cũng tốt hơn CT ha. Mà chị nói là em ra nó có một số bổ sung đặc hiệu hơn để xác định tính chất của cái tổn thương đó ha. Thì đây cũng là em thấy đây là tuyến thượng thận đúng không? Mà em thấy CT em ra cái gì vậy đó ha. Đây là tuyến thượng thận nè, tuyến thượng thận bên phải nè. Trái thôi, trái đây nha. Nhằm cho chưa quay qua thì nó cũng ngay cái vị trí đó thôi ha. Bên đây cũng vậy, em cho bạn một cái mình nó sẽ có nhiều bổ sung, chị em nhìn cái nào mà rõ ràng nhất hơn chẳng hạn như nó bổ sung nhé, bổ sung này là bổ sung tuổi mỡ ví dụ vậy đó, thì mình dùng nó để mình xem là có mỡ trong tổn thương không. Còn giả sử với một cái tuyến thượng thận bình thường giống vậy thì có thể mình chỉ cần dùng bổ sung này là mình xem được. Nên này cũng không cần đặt mục tiêu nhiều cho tụi em đâu, nhìn nó rõ ràng như CT rồi ha. Không có dễ đúng không? Không khó, nhưng mà cái vị trí nó nằm ở cái mốt điện thoại hai bên nè, có không? Đây là nha, biết sơ thôi, không có đặt nhiều cho một lát qua cái phần mà tiếng yên mình sẽ nhắc lại bên rai, sẽ nói sơ sơ bên một là sao, bên hai là sao nha. Còn cái thường thận bên rai nó gần gần như tiên tây á. Em có hỏi gì về tiếng giáp hay tiếng thường thận không? Thế thứ hai ưu điểm của em trai nữa là không nhiễm xạ, nghĩa là khi bệnh
quang CT là sẽ chỉnh xạ ha, là sẽ phải nhiễm tia x quang ít hơn, thì người ta chỉ phóng tia lồng là ra được. Nếu mà x quang duy nhất đúng không? Còn nếu mà CT bệnh nhân sẽ nằm vô lồng chật, và sau đó tia x mới quét nhiều vòng để qua cái vùng mà em muốn. Ví dụ như cái trường nội sát của em rộng thì bệnh nhân sẽ nhiễm chia xạ nhiều, cái vùng nhỏ thì bệnh nhân sẽ nhiễm chia xạ ít ha. Với em đây là hoàn toàn nhiễm xạ. Sự âm thì sao em? Không ha, sự âm cũng như em ra chứ mình không có sử dụng cái gì được, mình không âm thôi. Nhưng mà quý vị sẽ biết em không nhiễm xạ ha. Thì đây là cái hình em ra nè. Thì em thấy nãy chị nói là em ra xương đen, đen là cái gì đen? Nhưng nãy nói xương đen mà giờ thấy xương nó hiện ra một trắng trắng nữa ha. Là đen là cái phần vỏ xương nó đen nè. Vỏ xương là nó có canxi, nó sẽ đen cho nên ra. Còn cái phần trong của xương là nó chứa mỡ, cái tủy xương nó có mỡ ha. Cho nên trên em ra á thì nó sẽ là màu trắng. Còn cái hình nãy tại sao nguyên cái xương nó đen hết là do cái tủy xương nó có cái chất khử mỡ. Thì cho nên nó khử luôn cái mỡ tủy xương thì nó đen. Thì đó là mình nói sơ tại sao họ người sẽ hỏi là sao nó em ra xương đen ha. Có nghĩa là cái vỏ viền ngoài, hình như cái viền ngoài của xương sọ, viền ngoài của xương thân sống hoặc là viền ngoài của đốt sống thì nó sẽ đen em ra, mà cái tủy xương thì nó sẽ trắng dày những thành không tủy mỡ. Còn trên CT thấy nó thật là trắng luôn, trắng xóa luôn á, là CT ha. Nãy mình về em về mở là cái hình CT thấy xương trên CT nó sẽ trắng xóa thì là trắng luôn á, để nó là độ xương trên mình roi cái giá trị của nó trên CT rất là cao, mấy trăm không tiêu luôn. Thì cái em ra người ta dùng trong những bệnh lý của tôi để làm gì? Đầu tiên là chẩn đoán, ví dụ như bệnh nhân nó có triệu chứng mình nghi ngờ là bệnh nhân này có u tuyến yên, cho bệnh nhân đi chụp em ra để chẩn đoán xem có u tuyến yên hay không. Rồi nếu mà có u tuyến yên, bệnh nhân được mổ, ví dụ như được mổ ha, sau đó là cần theo dõi, thì người ta có thể cho bệnh nhân trực tiếp những em ra sau mấy tháng sau cái đợt điều trị đó. Cho nên mục đích ưu điểm của nó là có thể được chẩn đoán và theo dõi sẽ điều trị. Tuy nhiên bên trong
không có rõ ràng lắm. Mình sẽ qua lại cái hình người ta, mình thấy cái thùng cái ghi bên trong rất là rõ ha. Còn đây là city. Thì city này là mở cửa sổ này là cửa sổ để xem cái phần nhu mô não, nhu mô cái ghi này. Nhưng mà thấy là cái ghi mình không nhìn được rõ ràng ha. Còn nếu mà trên city này mình muốn xem xương á, thì mình lại chuyển cái hình city này sang cái cửa sổ và là cửa sổ xương, rồi mình nhìn nó sẽ ra giống cái quan cái xương không, không thấy mô mềm gì hết. Nói chung hai cái này nó không có giá trị gì nhiều trong khảo sát tuyến yên ha. Khảo sát xương thì nó được, xương cái vùng hô yên thì được ha. Rồi, qua đây em thấy đây chính là cái tuyến yên nè. Tuyến yên lúc này cái tập tính chất độ tương phản mô mềm nó cao đúng không? Nên em thấy được tuyến yên nằm bên trong này. Tuyến yên nằm đây. Thì đây là hai cái mặt cắt mà người ta thường dùng trong khảo sát tuyến yên. Cái này là mặt cắt đứng dọc nha. Đứng dọc hay là gọi là cắt sơ tô đứng dọc. Đứng dọc y chang, nó ra như chang, y chang nó liên quan như nè. Nên đây là cái phần lõm xuống chứa tuyến yên bên trong này nè. À, mặt cắt này là mặt cắt đứng dọc, mặt cắt này là mặt cắt đứng ngang và chrono ha. Thì trong tuyến yên người ta chỉ sử dụng hai mặt cắt để khảo sát thôi, không có dùng mặt cắt ngang, không có bát ngang của nó ha. Cắt hai mặt cắt để khảo sát thôi, là vì nó nhỏ cho nên mình phải sử dụng bát cắt rất là mỏng. Và cái trường nó chỉ phun xuống như đây thôi, không phải cắt nguyên cái não luôn. Tại vì nếu mà em cắt trường rộng, cái SUV rộng á, trường khảo sát của mình nó rộng á, độ phân giải nó sẽ bị giảm xuống, nó phải xử lý một cái diện rộng đúng không? Sau cái xử lý diện nhỏ vậy thì chắc chắn là phải ưu tiên cho cái trường nó rất nhỏ rồi ha. Rồi thì nhắc tới CT mình sẽ có thì phân thuốc thì động mạch, tĩnh mạch thì muộn, nhưng mà nhắc tới em trai thì nó sẽ có gửi xung. Gửi xung thì nó sau khi tiêm thuốc nó còn có thì tương tự như CT ấy, nhưng mà trước tiêm á là nó sẽ có những cái gửi xung. Trên CT thì trước tiên chỉ có một hình gọi là hình cái thì trước tiên thôi. Còn đối với em trai thì mình sẽ có những buổi xung. Mà với tụi em thì chỉ cần nhớ diện thị là T1 với T2 thôi. Chỉ cần nhận diện được cái nào là T1, cái nào là T2 thôi. Thì em trai nói là T1, T2 giống nào em cũng thường nhớ chứ. Nhận diện dùm chị cái nào là T1, cái nào là T2 ha. Thì T1 là cái gì? T1 là dịch não tủy nó sẽ màu đen. T2 dưới đây dịch nó tủy nó màu trắng ha. Nhìn vậy thôi chứ thật ra nó có một bộ rất là nhiều, có 10 gửi xung luôn, nhưng mà đối với tụi em chỉ nhìn chị đâu là T1 đâu là T2 ha. Thì dịch nó tủy nó có đâu, não mình nó có đâu, em chỉ dùng cái hình này là trong não khóc đúng không, trong rãnh não đúng không. Thì em chỉ cần việc nhìn vô trong những cái não khóc này ha, hoặc trong những cái bể não này, em thấy nó màu đen giống dày đúng không, hay là cái bể não đúng không, bể thì sao, bể ngực cái não nè, nếu nó màu đen giống vậy nó là T1. Hoặc là trong cái này là mặt cắt đứng ngang corona nè ha, em thấy bên trong não khóc này hoặc trong những cái rãnh não màu trắng trắng này nó trắng vậy nó là T2. Nó giống như là một cái kính để mà mình nhìn cái tổn thương vậy đó. Ví dụ ha, dịch não tủy thì nó sẽ đen trên T1 và cao trên T2. Nước như dịch não tủy thì nó sẽ đen trên T1, cao trên T2. Mỡ thì nó sẽ cao trên T1, cao trên T2. Nếu những gửi xung là giống như những cái mình sẽ phối hợp hai cái lại. Nếu mà cái đó thấp trên T1, cao trên T2 như dịch não tủy thì nó là nước. Để mình ứng dụng mình làm gì? Ví dụ cho tổn thương của mình bên trong cái cục u tuyến yên á, hoặc cục u nào bất kỳ trong cái não của mình á, mà mình thấy nó thấp trên T1, nó cao trên T2 là mình biết được cục u đó có hại sử hoặc hóa nang bên trong. Còn ví dụ một cục u mà nó có cái phần mà cao trên T1, cao trên T2 thì nó có thể là chứa mỡ bên trong. Và mỡ cục u trong não nó sẽ có những cái tính chất khác nhau ha. Những cục u có mỡ là cục gì á, giúp mình định được tính chất của cái cấu trúc trong não ha. Trong T1, T2 chưa? Rồi em chỉ cần nhìn dịch não tủy giống vậy ha. Thấp là T1, dịch não tủy trắng là cao á, tín hiệu cao. Mình sẽ gọi từ tín hiệu ha. Tín hiệu cao thì là T2. Yeah. Còn T2 mặt cắt thì mặt cắt xa xa là đứng dọc nè, mặt cắt corona là đứng ngang nè, corona nè, xa xa nè. Mẹ em thấy cái này dịch nó tỉ, nó màu gì em? Em là T1, em thấy những cái mạch máu trong những cụ não nè, là cái này có những mạch máu nó bắt thuốc trắng lên giống dày á, thì nó là T1 mà sau tiêm thuốc. Nó
nghĩa là sau khi người ta chụp một loạt cái bộ bổ sung các tim, bệnh nhân nó sẽ được tiêm thuốc tương phản vô ha, sau đó chụp lại cái tim một thì mình sẽ có là tim một ra đôi, là tim một sau tiêm thuốc, thì nó chỉ có xoay quanh những cái này thôi ha. Rồi nó tiếp thì em thấy nó chỉ nói là mỡ nó sẽ cao trên tim một với cao trên tim hai ha, cho nên thấy cái mỡ nó mỡ dưới da đầu của bệnh nhân này, thấy không, trên tim một tim hai nó mỡ dưới da nè, nó đều cao ha, cao trên tim một lên tim hai là mỡ. Rồi em ra nó sẽ có ưu điểm gì, có bổ sung xóa mỡ, nếu mà chị dùng T1 cộng thêm cái xóa mỡ nữa thì chắc chắn lớp mỡ nó sẽ bị đen đi, hoặc nếu mà chị chụp T2 mà chị kêu làm thêm cái chị xóa mỡ gọi là T2 xóa mỡ thì lớp mỡ nó sẽ đen đi ha. Thì cái lớp mỡ trên T2 thì nó trắng nó sẽ bị đen, nhưng mà nước nó không phải là mỡ chắc chắn nó vẫn trắng đúng không. Đối với CT mẹ nói rồi, để em học cái trường hợp em thấy chụp có thể động mạch tĩnh mạch rồi thêm nữa nếu cần ha. Còn đối với tiết yên thì sao, có tiêm thuốc nhưng mà nó sẽ có hai dạng tiêm thuốc, một dạng tiêm thuốc với là tiêm xong em chụp liền một cái là thôi, một lần thôi. Còn cái thứ hai thì ta gọi là chụp dynamic, có nghĩa là em phải chụp động 30 giây em chụp, thì tiêm thuốc xong 30 giây em bật một cái, 60 giây một cái, 90 giây, 120 giây một cái, dynamic để mình đánh giá tính chất bất thuốc của tiếng yên hoặc là cái tổn thương bên trong tiếng yên. Tức là chụp rất là nhiều thì động á, mình gọi là chụp dynamic. Thì khi nào mình chụp dynamic, những trường hợp mà cái cục u nó quá nhỏ, microadenom ha, adenom là cái cục u tuyến của tiếng yên á, mà cục u tuyến mà dạng micro nó nhỏ quá, nếu em không chụp dynamic thì em sẽ không tìm được nó. Nên nó sẽ có hai cái dạng tiêm thuốc, một dạng tiêm thường quy với những cái cục mà bự, chụp lên cục nào mà bự trên 1 cm thì người ta không cần dynamic, nhưng mà nếu chụp lên em không thấy lâm sàng nghi ngờ u rất là nhiều mà em chụp cái thường quy em không thấy thì em phải dynamic ha. Thì đây là hình dynamic là nó sẽ ha, cái tiêm yên đây, khi mà chưa tiêm thuốc em thấy nó cái mặt nó sáng rồi, tiêm thuốc lên bắt đầu nó sẽ bắt thuốc từ từ theo cái thầy. Lên khỏi, nó không thể nào nó vượt lên khỏi cái phần hô yên của mình.
ca này nè, mang cái ca này là sau sinh 2 tuần bệnh nhân có triệu chứng gì đó đi chụp em ra là em thấy cái nghiêng này nè, cái bờ trên nó lòi vượt qua cái mặt của cái mô im luôn. Thì cái này là những sinh lý bình thường thôi ở bệnh nhân hậu sản nè, sau sinh 2 tuần. Rồi sau đó là sau sinh 3 tháng người ta chụp kiểm tra lại. Kiểm tra lại thì em thấy cái nghiêng cái thứ nó trở về bình thường rồi đúng không? Nó nhỏ hơn hay là cùng một bệnh nhân ha, hay là hậu sản cho nên nó to, sinh lý bình thường thôi. Sau đó 3 tháng sau chụp kiểm tra lại thì thấy nó trở về cái bình thường rồi nè. Cái bờ nó không có lòi ra khỏi cái mũi. Ví dụ cái này thì mới thấy được. Thì đây là cái vùng này, đây là xoang bướm của mình, này nó có cái nghiêng mẩn xám nè, mẩn xám ở trên đây. Thì em thấy cái kích thước này nó cũng to, nó cái bờ trên nó lòi lên ra khỏi cái mũi luôn. Đây là lúc mang thai nó kích thước nó to bình thường. Sau đó thì 14 tháng sau khi người ta sanh rồi, 14 tháng sau chụp lại nó trở về kích thước bình thường. Và khi mà mang thai lại nó to ra thì nó vẫn là sinh lý bình thường thôi. Cho nên khi mà mình thấy cái kích thước to nó lòi bò giống này thì mình phải hỏi lại lâm sàng nha, hỏi lại tình trạng nội tiết của bệnh nhân lúc đó. Thì tiếng yên nó giải phẫu nó sẽ có hai thời đúng không? Cái này chắc chắn tụi em biết rồi đúng không? Thì trước với thì sau thì mình bắt buộc mình phải phân biệt được hai cái thùy đó trên MRI. Mình phải làm được chuyện đó, CT với quang thông nhưng mà MRI là phải làm được chuyện đó. Và kích thước của thùy trước thì nó sẽ lớn hơn kích thước của thùy sau, kích thước trước là lớn hơn thùy sau. Và trên những chuỗi xung T1 với T2 thì em thấy cái thùy trước cái màu của nó, cái màu xám của nó sẽ tương ứng với vỏ não hoặc là tương ứng với cái phần cầu não này. Nói chung là nó có cái màu xám xám. Khi mà em chưa tiêm thuốc gì hết, nó có màu xám xám, nó cùng cái màu với vỏ não, cùng màu với cầu não ha, trên cả hai chuỗi xung luôn. Rồi, và đặc biệt một cái hay nữa mà cái dấu hiệu này hay là dấu hiệu bright spot, cái điểm sáng, em muốn nói cho cũng được thì chỉ có thì sao nó có thôi. Và mình phải xem trên hình T1 ha, T1 cái dấu hiệu này là em thấy nè, đây là T1 thì có tỉnh màu đen ha. Mình thấy hai thùy thì trước nó sẽ sáng sáo đi chang như cầu não hoặc đi chang như cái phần vỏ não, nhưng mà thùy sau nó là sẽ có một cái chấm trắng. Thùy trước lớn thì sau nhỏ nè, cái thùy sau nó là cái chấm trắng, chưa có tiêm thuốc gì hết em, cái này là chưa tiêm thuốc gì hết mà thùy sau nó vẫn trắng lên vậy. Do giải thích làm sao, tại vì thùy sau là cái nơi gì, thùy chữ của gì, hai cái gì, sao con gì, chưa được tiêm cái gì, vì chính là nơi dự trữ hai cái chất đó, mà hạn chất hai cái chất đó nó sẽ cao lên trên một. Cho nên ở người bình thường bắt buộc em phải thấy được cái chấm này. Nếu mà em không thấy cái chấm này ở trên T1 nha, chỉ có trên T1 thôi. Nếu em không thấy được cái chấm này có nghĩa là một cái tình trạng bất thường gì đó. Bình thường nó phải thấy được vậy. Và mình chỉ xem trên T1 thôi chứ không phải xem trên T2 ha. Trên T1 ha. Đây là em thấy nè, đây hình em ra nè, phía trước nè, cái mũi tên này nó chỉ cái gì sao em thấy nè, hay là T1 nó tỉ màu đen nè, đồng ý không? T1 thì em thấy nè, phía trước to hơn vì sao, vì sao tín hiệu cao, dấu hiệu bright spot nè. Và cái hình này là T1 mà chưa có cửa mở nên em thấy là cái mở trong cái xương bản vuông của mình nó vẫn còn trắng nè. Thì người ta mới thử, tại vì mở nó cũng sẽ cao lên T1 với T2 này thì nói rồi đúng không? Người ta mới đem thử thử cái mở không phải là vì sao, vì nó trước mở mà nó trắng. Sau khi người ta tự mở thì cái mở trong xương nó biến mất, nhưng mà cái phần dấu hiệu bright spot nó cũng còn nè, chứng tỏ nó không phải mở. Cái người ta giải thích lý do tại sao nó trắng thì người ta mới phát hiện là vì nó dự trữ ra cái hormone kia, cho nên tín hiệu nó sẽ cao lên T1 ha. Và em sẽ thấy được cái dấu này trên mặt gắt san hô ha. Rồi được không? Tiếp nha. Rồi khi mà mình tiêm thuốc vô thì sao? Cái nghiêng nó nằm ngoài hàng rào mạch máu não, cho nên em tiêm vô là nó bắt. Muốn cái nghiêng nó cũng vậy, nó nằm ngoài, nó không có gì ngăn nó lại, nên tiêm vô là nó sẽ bắt thuốc ha. Và cái bắt thuốc nó sẽ cuốn nó bắt trước nha, cuốn bắt trước, sau đó mới tới cái nghiêng bắt thuốc mà nó bắt kiểu ly tâm. Ly tâm là sao? Nè, chưa có tiêm thuốc nè, cho nên cái cuốn ly tâm có nghĩa là cái phần chớp trên nó bắt trước nè, cho nên nó tỏ ra xuống dưới nha, tỏ xuống
từ đến những cái thì sao, ví dụ như là 30 giây, tiếp xong 30 giây sau bật bật phát thấy cái mắt con tròn nhỏ tỉnh trên thôi nè, kế cú nè, cú xong tới cái phần này, rồi sau đó là nó lan lan cuốn ra từ 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 đến thì cái này dính môi nó mới là bắt thuốc khá đồng nhất giống vậy, bắt đi tâm ra ha, đi tâm ra ngoài chứ không phải là bắt xuống tâm, không phải bắt vô từ ngoài nó lắp vô trong, nó không phải vậy mà từ trên cái đỉnh này nó là nó tỏ đi xuống dưới nha. Và em thấy vì T1 thì thường á trên Android á, sau khi chích xong thì người ta chỉ chụp là T1 Gado, nãy giờ không nghe chị nói T2 Gado đúng không? Chỉ chụp T1 Gado thôi chứ không bao giờ chụp T2 Gado. Tại sao là chuyện đó? Để qua bên đi, không cần phải hiểu. Hãy giải thích chuyện thân chế. Và em nhớ là sau khi tiêm thuốc, tương phản vô, người ta chỉ chụp T1 sau tiêm thôi, không chụp T2 ha. Nhưng mà em quay lại cái T1 trước tiêm. T1 trước tiêm nãy mình nói là cái thuyền trước nó màu xám, đúng không? Tiêm cho nó mắt nó màu trắng giống vậy. Còn cái thì sao á, thì T1 nó đã trắng sẵn, bạn biết không? Cho nên em có tin cho em cũng đâu có biết nó có bắt hay không bắt đâu. Cho nên mới có cái câu là khó thở xét tính cái bắt thuốc của thì sao, đúng không? Nó trắng sẵn sẽ không biết được là nó có bắt thêm hay không bắt thêm. Chỉ mình thở xét được khỏi thì trước thôi. Còn thì sao nó giúp mình định vị là tiếng yên nó có bình thường không, thì sao nó có hay không có. Cứ có thì mình phải thấy trắng ha. Còn thì sao nó không có thì mình không thấy nó trắng mà nó lạc chỗ đi đâu đó. Đây là nãy là bình thường nó chỉ có như đó thôi đó, bài thật ra nó dùng nếu mà dùng tại bình thường thì chỉ như đó, nhưng mà chị cho tụi em xem một số cái hình không bình thường nha. Thì mặt cắt này là mặt cắt cô na đứng ngang em, đứng ngang thì cái phần trên đây là da hoa tị nè, này là đứng yên nè. Thì em thấy ngay cả trên cái hình T1 với T2 nè mà chưa có tiêm thuốc á, em thấy dịch tụy nó màu đen nè, tụy cho nên màu trắng. Thì cái này chưa tiêm thuốc thì đôi khi mình thấy cái thằng này là nó có một cái cục u nè, còn như bình thường nó phải đồng nhất hết ha. Cậu này nó có một cục u nè, nó làm cho cái phần tuyến nó hơi lòi nhẹ lên và cái phần mà nó tính nhiệm nó hơi thấp hơn cái phần nhiệm mô bình thường. Bên đây vậy là u, và bên đây mình thấy có cái phần tính nhiệm cao hơn cái bình thường, vậy là u. Hãy nhìn để biết cái không bình thường thôi, chứ mình nhìn thấy là bình thường rồi ha. Đây cũng vậy ha, em thấy đây là cái tiếng yên, đây là hình T1 nè, đây hình T2 nè, rồi sau đó người ta tiêm thuốc dynamic lên. Thì em thấy nè, trước tiêm cái hình T1 T2 trước tiêm thuốc, nhiều trường hợp là không thấy, thì chị nói là em thấy tiếng yên nó không to quá thì người ta bắt buộc phải chụp dynamic. Và sau khi dynamic nó mới thấy là đến tức thì mà tiếng yên nó lắc tức thì muộn hơn á, thì chị nói tiếng lắc từ từ lát tức thì muộn nó mới lắc chồng nhóc. Thì khi mà đến khi ngủ thì có cái phần này nó không chịu lắp, thì phần này là u ha. Nghĩa là mình thuộc cái tiếng yên bình thường, sau đó mình qua thì cái tổn thương để mình phân tích nó là vậy. Ví dụ như em nhìn chỗ này em thấy bình thường không, cái này là tiêm thuốc vô rồi nhưng cái phần tiếng yên nó có màu trắng vậy ha. Còn nếu em chưa tiêm thuốc vô thì nó sẽ màu xám xám đúng không, hay là tiêm thuốc vô em thấy tiếng yên như là bình thường thôi. Bình thường em khi mình cho nó to nó nhỏ, to giờ nó bất thường rồi. Nếu mà em thấy nó không to thì em thấy coi nó có cái phần nào mà nó tính niệm nó không đồng nhất không thì là bất thường nha. Thì xin lỗi cái hình này là hình cái hình này là cái lát cắt sau tiêm thuốc nhưng mà chưa qua được cái một phần của u thôi, xong người ta cắt cái lát kế bên thì em thấy cục u cái này thì mình thấy khá đồng nhất nha, nhưng mà qua đây là nó lại không đồng nhất tại nó có cái phần thấp như vậy, nó bẩy á. T1 nè, thì cái cục u này là nó bị hoại tử má nang bên trong, nói chung nhìn vô là biết tiếng yên bất thường rồi ha. Đây cũng vậy, mặt cắt cô nam, cái vùng này là vùng của mô yên, tiếng yên là nhìn vô là thấy bất thường đúng không, bất thường rồi nè. Thì vậy là tiếng yên không bình thường ha, nó có cục u luôn, và cục u này nó còn cái phần trắng trắng bên trong. Thì nãy chị nói em trắng trên T1 hay là T2 nha, trắng trên T2, trắng trên T1 là gì? Mở nhưng mà nó không thể mở thì là máu, thấy không? Cho nên ngoài mở trắng lên T1, trắng lên T2 máu thì cũng có thể trắng lên T1, trắng lên T2 luôn.
đây là cái hố yên này ha, cái cuốn nó sẽ học nói từ hạ đồi đến nói xuống, nên là cuốn này nó nói giữa hạ đồi với tiếng yên ha, nó nằm phía trên này mình gọi là phía trên yên ha, này gọi là cái bể trên yên cũng được, hay là mình có bể trong đây nè, gọi là cái bể là bể trên yên, mình cuốn yên nằm đây mình đứng nói cái hạ đồi với lại cái tiếng yên này mà cắt cô nan ngang mình mẻ thôi nha, em thấy qua mình này là mà cắt xa tan nè, đứng dọc ha. Đây là cái mô yên bên dưới tiếng yên dưới đây nè, đây là cái cuốn nè, nó nói cái vùng này là vùng hạ đầu của mình nè, cái phần cuốn nó nói nó sẽ cắm vô giữa cái giữa thì trước thì sau là cuốn cắm vô đây, và phía trước của cái cuốn nó có cái phần này là da bao bị giác, cho nên nhiều trường hợp bệnh nhân có bị u tiếng yên mà vô khám và để chụp em ra là triệu chứng là bị mờ mắt, tại vì cục u nó to đó, ép vô thành da bao tiện chỗ này nè, nhưng mà cách xa tay mới là phía trước nè ha, trước mặt của mình nè, cái này là phía sau lưng nè, thì em thấy đây là hố yên nè, cuốn cái yên nè, da bao tị nè, thì cục ô nếu nằm ra nó lòi ép lên da bao tị bệnh nhân vô khám bị mờ mắt, rồi và cái cuốn này nó sẽ nhỏ dần, em thấy từ trên xuống dưới nó sẽ nhỏ dần xuống, là kích thước của nó không được quá 3mm ha, nếu đau nó to là coi chừng bệnh lý u, tuy nhiên nó làm cuốn yên to lên. Thì tín hiệu nó tương tự y chang như tiếng yên luôn, nó bắt thuốc cũng vậy luôn, nhưng mà nó sẽ bắt thuốc trước tiếng yên ha. Em thấy là cái cuốn nè, cái hàng tiếng yên dưới đây ha, cuốn là cái phần nhỏ xíu trên tóc mạng trên nè, và nếu mình chụp dynamic nó sẽ bắt trước tiếng yên ha. Rồi đây là một số biến thể giải phẫu thôi, chẳng hạn như một cái hình mà em thấy á, nó có thể là hố yên trống, chỉ là thay vì cái hố yên phía trước tiếng yên, bây giờ phía trước cái phần thì nó tủy bên trong đó, còn cái phần tiếng yên nó bị ép mỏng hơn đi sàn cũng hôi nè ha, đây cũng vậy, em đây là T2 đúng không? Đây là T1 thì nó tỉnh màu đen này, nó tỉnh màu đen nè, nó tỉnh màu đen nè, T2 thì nó tỉnh màu trắng nè, đây là cái hôi bên T2, em thấy cái phần mô cũng như nó mỏng nè, nó dướng nè, thì nó tỉnh trong cái hôi bên trong nó trắng nè ha, rồi mặt cắt nè, cắt CO bỏ đi, ai nói sao? Nói chung là cho mình xem, photo đi photo rồi tổng y nó ha. Cái thứ hai nữa là biến dạng chỗ, thì lúc này mình sẽ áp dụng cái dấu hiệu điểm sáng của mình nè, bây giờ điểm sáng của mình nó không nằm trong hố yên em, đây là hố yên nè, đây là da bao tị, cái nãy em nói nè, chỗ này đẻ ra là vị trí của cuốn tiếng yên, cuốn tiếng yên đây, rồi bây giờ cái điểm sáng này giờ nó không nằm trong hố yên, nó bay ra nó nằm phía sau da bị giác nè, vậy là trường hợp này là bệnh nhân có biến dạng chỗ là cái vì sao lên đó. Có một số bệnh lý nó cũng sẽ làm cho cái vì sao đó nó không có tính điểm cao. Bây giờ qua phần cuối cùng của cái bài là cấu trúc quanh yên. Thì nãy giờ mình học về cái tiếng yên là mình nói có hai mặt cắt thôi đúng không? Sa cơ với phono, nhưng mà thực tế nếu bệnh nhân vô với mình em ra một cái u tiếng yên thì chắc chắn là bệnh nhân phải được làm một vài cái hình về cái não để mình đánh giá thêm nữa. Và những cấu trúc quanh yên này là mình cũng phải xem trên mặt khác nữa, mình thêm mặt CO nữa, chứ không là ngang thêm, chứ không có phải là kiểu mặt cắt xa tan với lại Conan giống nãy ha, nghĩa là qua quanh yên thì là em sẽ thấy thêm mặt cắt axia để đánh giá cấu trúc xung quanh của nó, còn riêng phía yên là có hai mặt cắt thôi, xa tan với lại Conan thôi, còn quanh yên thì bắt buộc mình phải thêm mặt khác để mình đánh giá hết những cấu trúc xung quanh của nó. Thì á, về giải phẫu này là hố yên ha, hố yên là chứa tiếng yên, cuốn tiếng yên, da bao tị sẽ nằm trước, thì do mình đang hôm nay là mặt cắt Conan nè, cảm giác nó chồng lên nhau, nhưng mà nếu cắt xa tan ra, cắt đứng dọc ra thì cái da bao tị này bắt buộc có thể nằm trước cuốn tiếng yên này ha. Rồi thì phía trên này nãy chị nói rồi, cuốn tiếng yên thì nó nằm trên cái phần này là cái phần bể dịch thảo tủy nè, thì cái bể này người ta gọi là bể trên yên, cái trên cái hố yên thôi, mà chứa dịch thảo tủy gọi là bể trên yên. Phía dưới của cái mô yên này là xoang bướm, hai bên này của tiếng yên của mô yên này chính là xoang hang ha. Và phía sau thì nó không có quan trọng bằng, phía sau nó có động mạch phân nền của mạch máng kem thì cái đó nó không quan trọng bằng, mà mình sẽ đi từ từ về để chân yên thì chị nói là ha, để chân yên là bộ thứ dịch thẩm mỹ, cho nên chữ T1 nó sẽ màu em đúng không, cái này nó sẽ màu trắng. Cái bể này thực sự rất là quan trọng luôn, bởi nó chứa quá nhiều cấu trúc bên trong.
dùng một cách khác để mình đánh giá nó, chính là bằng cách CI là mặt ngang nè, ngang qua ha. Thì cái não của mình đấy là cái lá cờ đại não, bây giờ bữa tối mình cùng nhau gặp học kỹ hơn về cái não ha. Thì đây là cái lá cờ đại não của mình nè, cái này là kiểu B nè, cái cấu trúc này là cuốn não nha. Vậy em thấy cái tròn tròn giống vậy là cầu não, mình sẽ có cuốn não nè, cầu não nè, hành não nè. Thì em thấy cái kiểu B này chính là cuốn nè, cái tròn tròn này chính là cầu não, hai cái đó nằm trong phần thân não đúng không? Thì ngay phía trước của cuốn với ngay phía trước của cầu á chính là cái bể chân yên. Nhìn lại cái mình sao ta, đây đây là cuốn não nè, sao ta là đứng dọc á ha, để chai nè, đây là cuốn não, này là cầu não. Thì em thấy cái bể chân yên nó sẽ ngang cái mức cuốn não với cầu não nè, cắt ngang vậy. Thì cái lát cắt mẹ thấy cuốn não với cầu não thì em sẽ thấy cái bể chân yên này. Đây thì đây là cái bể chân yên nha, thì nó sẽ này là T2 nè, T2 tẻ thấy mấy cái rãnh não nó có chứa dịch nó tỉ màu trắng trắng nè, là T2 thì cái bể chân yên nó cũng sẽ cao trên T2, thì những chứa dịch nó tỉ mà, còn T1 thì nó sẽ đen ha. Thì bên trong nó có sẽ có những cấu trúc rất là quan trọng này, em nhìn nè, cuốn chân yên do cơ thể dây thần kinh rồi mạch máu, quá nhiều cấu trúc quan trọng luôn ha. Thì nó có cái hình ảnh đó là nếu mà em cắt ngang mức cuốn não này thì cái hình bể chân yên nó tưởng tượng lên chút, nó sẽ có hình ngôi sao năm cạnh. À, cuốn não thì nó sẽ sáu cạnh, còn cầu não nó năm cạnh, là một cạnh là cái phần nhọn ra. Thì em thấy là một cái nhọn là nó xuống của cái bể gan cuốn, còn nhọn là một nè, cái nhọn nhọn bên đây là hai nè, đây là ba nè, nhọn nhiều tí này là 4, 5, 6. Nếu mà những trường hợp ví dụ như CT ấy, mà bệnh nhân có tổn thương có máu hay gì đó, ngang mức cuốn não, còn ngang mức cầu não này em thấy một cạnh nhọn, hai nhọn, ba, bốn, phía trước nhọn nhọn nữa là năm thôi. Thì biết sơ sơ nó là vậy thôi ha, được không? Đại loại là những cách cắt xô, cắt ngang qua cuốn não với cầu não em sẽ thấy bể chân yên, và bể chân yên này nó có chứa rất là nhiều cấu trúc quan trọng bên trong. Bây giờ tụi em chưa có đi lâm sàng, chưa có học nhiều, cho nên mình chưa thấy tầm quan trọng, nên mình nghe giống như mình thấy nó không có ý nghĩa nhiều. Nhưng mà ví dụ là bệnh nhân vô với chị và chụp CT với một người não đi, mà chị tìm ngoài chị vẫn thấy cái bể này là ví dụ bệnh nhân sắp chết rồi, thì có những cái tình trạng thoát vị não hay không, nó đè lại cái vị não mình đi, nó sẽ làm biến dạng cái bể trong bể này ha. Hoặc là một cái cục u khi mà chị nói em là nó chuông từ dưới xuống, khi nó phát triển lên trên, chui cái bể này là nó có thể ảnh hưởng tới tất cả những thành phần bên trong này hết. Bây giờ là chờ mình học lý thuyết mình không thấy nó quan trọng thế nào hết ha. Còn như mình làm mình tới mình thấy cái bể nó quan trọng thế nào. Rồi, thì đây là bể chân yên, mình thấy không? 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh, 5 cạnh, 6 cạnh. Ngang mức cuốn não nó có 6 cạnh, ngang mức cầu não nó 1, 2, 3, 4 trước nè, cái nhọn nhọn nó 5 ha. Để mình nhận diện cho thôi. Thì trong đây nó có cuốn hết hết nè em ha. Đây cái chấm nhỏ xíu này cuốn cái nghiêng của mình nè, phía trước này, phía trước cuốn cái nghiêng là do bao bì giác nè, đây là hai cái hàng trung thị nè, động mạch chân nền, động mạch rãnh trong. Hiện nay thì em xem kiến thức dưới đây là coi ha, chỉ cần nhớ một chút chút đơn giản vậy thôi chứ không cần phải nhớ hết. Giống như chị kê dưới đây ha, qua cái hình này để ẩu cũng có thể đây hết à. Đây một cái ví dụ cho em thấy nè, cái nghiêng này mà các cô nam tiên thì bình thường không em? Không bình thường đúng không? To quá ha. Bệnh nhân này có một cục u, u tím của tuyến yên, kích thước lớn. Nên mấy cục u nhỏ nhỏ này chị nói là nó nằm lọt bên trong tuyến yên, nó không có đầu bờ gì, nó mặt bờ nhẹ thôi. Còn cục u này là u tím yên mà macro là kích thước nó sẽ lớn hơn 1 cm. Em thấy nó phát triển nó chui lên trên luôn. Phát triển chui lên phía trên này là phát triển lên trên cái bể trên yên. Và nếu mẹ về nhìn cái bài trên máy tính của em sẽ thấy cái da hoa thị là cái dãy màu xám xám băng ngang, thì cô nam thì bắt buộc thấy da hoa thị á, thì em thấy cái da hoa thị thì nó bị ép cong như nè, nó hiển thị là ép cong nếu trên cái máy em nhìn á. Và cái nữa ngoài cái ép da hoa thị thì mình nhìn cái hình là mình đem ra mình hỏi bệnh nhân chắc chắn bệnh nhân sẽ có triệu chứng về thị giác liền, chắc chắn cái này nha. Ngoài ra em thấy là cái cục u này nó không những nó đi lên trên mà nó còn đi sang phía bên phía này nè,
mấy nó mù ồn nó xâm lấn vô cái cổng son hang bên đây luôn. Hai nó phát triển qua phía bên tay bên trái của bệnh nhân á, nó xâm lấn bao quanh cái mảng ồn nó bao quanh cái son hang bên đây luôn ha. Rồi thì đây là cái phần qua phần son hang này, cái đó là chị đang thấy nhìn nó hết cái bao tử ha. Thì son hang nó cũng chứa rất nhiều cấu trúc rất là nhỏ bên trong, vừa động mạch vừa thần kinh bên trong đúng ha. Thì cái son hang là nó sẽ chứa một cái hàng vòng quay bên trong, đó chính là hai cái động mạch cảnh trong của mình, và mấy cái chấm vàng vàng bên trong là chính là những cái dây thần kinh, và cái màu xanh xanh nó chính là những cái máu hồn máu tĩnh mạch, nghĩa là bên trong nó xanh xanh như là cái hồn máu tĩnh mạch. Cái phần đầu tròn đỏ đỏ mà mình cắt ngang nó chính là động mạch cảnh trong, và những cái chấm vàng vàng là thần kinh nha em. Thì nếu mà u mà nó phát triển qua đây nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những cấu trúc này, vì khi nó xâm lấn động mạch cảnh nó thể cái hẹp mạch cảnh không, hoặc là ép cái thần kinh nó sẽ có bệnh nhân gây ra triệu chứng cái dây thần kinh đó ha. Rồi thì cái xoay này nó chứa những cái máu này máy, cho nên nó sẽ bắt thuốc ha. Cái này em chụp thì động mạch thì thấy động mạch nó bắt thuốc, em chụp chảy hơn thì sẽ thấy những cái xoay tĩnh mạch này đến hình